Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa. Và hôm nay quý vị đang nghe câu chuyện của Hương Thơ với bác sĩ Rachel Hargrove, là một nữ bác sĩ giải phẫu tim phổi đang cộng tác tại Bệnh viện Oricos Memorial, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian. Mọi thắc mắc và muốn liên lạc với bác sĩ Hargrove cũng như bác sĩ Tuấn Lâm, xin quý vị gọi điện thoại ở số điện thoại trên màn ảnh. Và nếu liên lạc với Hương Thơ, xin gọi số 714-378-7969. So back to our topic today, talk about women health, because we are women and you're a female heart surgeon, so it's a great combination, right? My next question is, what kind of physical activity improves heart health, especially for women? Yes, so especially for women, and as they age and go through menopause, exercise can be a great countermeasure for that. And so for physical activity, women should aim for 150 minutes of a moderate aerobic level of activity or 75 minutes of strenuous intense aerobic activity. Examples would be of moderate activities like walking, bicycling, dancing, yoga. More strenuous activities are things like running, playing tennis or swimming. Vâng, câu hỏi kế tiếp của Hương Thơ với bác sĩ Richard Hargrove là loại hoạt động thể chất nào để giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, nhất là đối với phụ nữ chúng ta? Thì bác sĩ nói là một cách để điều chỉnh các triệu chứng và ảnh hưởng với thời kỳ mãn kinh là chúng ta nên tập thể dục. Phụ nữ nên tập thể dục, gọi là tập aerobic cường độ trung bình, ít nhất là 150 phút mỗi tuần, như là quý vị có thể đi bộ, đi xe đạp, khiêu vũ hoặc yoga, hoặc là 75 phút mỗi tuần hoạt động mạnh, cường độ mạnh như là chạy bộ, chơi tennis hoặc là bơi lội. One of the doctor told me to do sit-up like at least 30 times or 20 to 30 times. That's like a stress test, is it, to improve your heart health too and to make sure you're okay with your heart is healthy, right? Yes, if you can get your heart pumping up to its maximum heart rate, then you're doing it a lot of good. Exercising the heart really does improve its health. Vâng, có một bác sĩ dặn Hương Thơ, gọi là thách thức với Hương Thơ là nên sit up làm khoảng từ 20 đến 30 cái một lần. Thì bác sĩ Hargrove đó rất là tốt để cho mình bơm máu vào tim và giúp cho cái tim nó hoạt động khỏe mạnh. Đó là một cách quý vị có thể tập được. Well, it's very hard sometimes. I try to improve it. So my next question is, the number of heart-related deaths in U.S. increased by 5% during the month of December and New Year's holiday. Mm-hmm. So why do heart attacks seems like increase during the holiday, doctors? This is true. The rate of heart attacks do increase, and it's been shown through many studies. Unfortunately for some, celebration means excessive eating and indulging. This leads to weight gain, higher cholesterol, higher blood pressure. Some people also drink too much or start smoking. And you combine that with other things emotionally, such as the stress of the holidays, maybe grief or loss and anxiety, and these all combine to create a situation where there's many more heart attacks that occur. Vâng, câu hỏi Hương Thơ là tại sao số ca tử vong liên quan đến tim mạch ở Hoa Kỳ tăng 5% trong kỳ nghỉ tháng 12 hoặc năm mới, thì tại sao những đau tim nó lại gia tăng trong những ngày lễ như thế này? Thì câu trả lời của bác sĩ Hargrove là tất cả chúng ta đều thích ăn mừng ngày lễ hội, nhưng mà không may đối với một số người điều này có nghĩa là chúng ta lại ăn quá nhiều đồ ăn, nhất là đồ ăn mặn rồi nhiều chất béo, dẫn đến tăng cân trong kỳ nghỉ lễ, rồi tăng huyết áp và cholesterol, rồi nhiều khi mà chúng ta phải uống quá nhiều rượu hoặc hút thuốc, và kết hợp những điều đó với những cái sự căng thẳng lo lắng, mất mát người thân hay thương nhớ người thân ở xa, không ở gần trong ngày lễ. Rồi thì đó là cái nguyên nhân gây nên sự gia tăng của cơn đau tim. Besides that, during this pandemic, I think the anxiety and stress with all the changes that can play a role into increasing the number of heart attack, right, doctor? Yes, the anxiety and stress really does affect your heart health. And you can even feel it when you are stressed or anxious. Your heart sometimes will ache.
It doesn't mean you're having a heart attack, but you can feel the effects of having stress or anxiety. And if you're in a constant state like that, it does affect how your heart functions. Và tôi có nói là trong nhất là trong thời kỳ đại dịch này á, chúng ta còn gia tăng cái sự lo lắng, sợ hãi vì những thay đổi quá nhiều xung quanh chúng ta, nhất là ngày lễ hội này, chúng ta sẽ không được trở lại sự bình thường. Thì như bác sĩ nói là sự lo lắng, sợ hãi mà nó luôn liên tục như vậy thì tất nhiên nó sẽ làm cho trái tim chúng ta cảm thấy đau, mà nhưng mà chưa chắc là phải là một cái triệu chứng đầu tiên, nhưng nó tác hại với cái tim của chúng ta. Nên quý vị, so my next question, how to you know, all the tip how to, you know, have improve your heart health and maintain the healthy heart during the holiday, doctors? Yes, so there are many ways you can do this. I would suggest that first challenge yourself to make versions of your traditional foods that are lighter in fat or in salt, so healthy versions. Also, avoid mindless snacking. If you don't love it, don't eat it. Save yourself for having a small portion of your favorite treat instead. Make sure to share your joy and your happiness with other people around you. This will help those that are experiencing grief or loneliness or loss, and will make you happy and help improve their situation as well. And lastly, the exercise. Make it part of your family tradition for each holiday. Whether it's a walk or run on Thanksgiving, or after Christmas, playing a game in the backyard. If you make it part of the holiday tradition, then you'll keep your whole family healthier and having fun. Vâng, thì câu hỏi kế tiếp của ông Thơ là làm sao bác sĩ có thể có những lời khuyên để giữ cho trái tim của chúng ta, nhất là phụ nữ, được khỏe mạnh trong mùa lễ cuối năm này. Thì bác sĩ nói là chúng ta nên thử thách bản thân chúng ta để chế biến ra những cái phiên bản các món ăn truyền thống mới mà ít chất béo và ít muối hơn. Ngoài ra chúng ta nên tránh ăn vặt hoặc ăn uống một cách vô độ. Nếu mà chúng ta không thích những món đó thì đừng ăn nó, bỏ qua, và thay vào đó hãy dành thưởng thức một phần nhỏ trong món ăn mình yêu thích, cũng như là chia sẻ niềm vui của chúng ta với những người khác đang cô đơn, đang cần sự giúp đỡ, đang những người bị mất mát, đau buồn hoặc trầm cảm trong thời gian này. Và bác sĩ nói là chúng ta hãy biến tập thể dục trở thành một cái thói quen, một cái truyền thống cho cả gia đình trong kỳ nghỉ, như là đi dạo sau bữa tối lễ tạ ơn, hoặc chơi trò chơi ở sân sau sau khi mở quà vào Giáng sinh, sẽ giữ cho cả gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh. So like a potluck, we can do the potluck, right, with all the healthy greens, a lot of protein, some healthy food instead of sweet and fatty food, right, doctor? Yes, please make sure to include vegetable and fruit dishes with your holiday meals. Even with appetizers, a vegetable platter or a relish tray, if that is placed out first, will encourage healthy snacking prior to indulging in more rich foods. Và các quý vị nhớ là phải ăn những đồ ăn có nhiều rau, có nhiều trái cây và whole grain, chất hạt. Và so what's the alcohol intake too, right? Và đừng uống rượu nhiều. Yes. Because holiday people have a tendency to drink more. Yes, now it's okay to celebrate, but just remember that moderation is the key. And excessive drinking over the holidays for many days can lead to weight gain. It also can worsen problems with depression or anxiety. So you should be mindful of how you celebrate. So alcohol can also affect to the heart health, right? To, yes. Increase the high blood pressure? Yes, high blood pressure. It also affects your regular heartbeats. It can lead to dehydration. And then the mental health as well. It affects that. Vâng, uống rượu nhiều. Nếu mà quý vị uống rượu quá độ trong ngày lễ thì quý vị sẽ làm tăng huyết áp, rồi như bác sĩ nói là ảnh hưởng đến nhịp tim đánh không đều, rồi gọi là rung tâm nhĩ đó. Rồi bị cái vấn đề tâm thần, tinh thần, sức khỏe tâm thần nữa. How about keeping warm? Keeping warm can keep the heart warm too, right? Yes, so here in Southern California, it doesn't get as cold as other places in the country, but the cold weather does show an increase in blood pressure.
And so keeping yourself warm and dressed appropriately for the season can help to keep your blood pressure at a normal level. Vâng, làm sao chúng ta giữ nhiệt độ nó ấm. Bác sĩ nói mà nhiệt độ lạnh làm khổ trái tim lắm, khiến cho mạch máu co lại, làm tăng huyết áp, làm và nó không tốt cho trái tim. So and get some fresh air. Okay, phải ra ngoài không khí tốt lành. Well, we ran out of time, but my quick question is, how do surgery volume during the holiday, is it increased also, like the heart problem? Yes, so since we do see an increase in heart attacks, the number of surgeries we have to do also goes up. Oftentimes, people who have a heart attack may need to have bypass surgery, the CABG. Additionally, the congestive heart failure can be worsened with all of the indulgence over the holidays with a high salt. And we see admissions for the congestive heart failure needing valve replacements as well. Vâng, câu hỏi thưa là cái mùa đông này á, thì cái là một bác sĩ giải phẫu tim phổi thì nó cũng có số người cần giải phẫu cũng tăng lên luôn trong mùa đông, mùa lễ này, tại vì ăn uống rồi ăn mặn rồi có những cái stress nó làm cho tim nó dễ bị họ phải làm nhiều cái phẫu thuật gọi là CABG, là phẫu thuật bắt cầu nối động mạch. Rồi quý vị các bác sĩ cũng thấy có nhiều bệnh nhân bị suy tim và bị stroke, bị heart attack nhiều trong mùa lễ này. Thank you so much. We are running out of time. So I hope to see you again in our next talk shows. Okay. Thank you for having me. Vâng, vừa quý vị vừa nghe phần trình bày của bác sĩ Rachel Hargrove, một trong những nữ bác sĩ rất là tài giỏi của Hoa Kỳ và đang cộng tác tại bệnh viện Orange Coast Memorial cùng với bác sĩ Tuấn Lâm. Nếu quý vị cần một bác sĩ giải phẫu tim phổi của quý vị, xin quý vị liên lạc với cái điện thoại trên màn ảnh. Và chương trình câu chuyện y khoa đến đây xin được kết thúc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xin kính chào.